Là mình đây, nổi tiếng gaming và chúng ta trở lại với Mini World. Rồi, hôm nay mình đã quay trở lại với một kiểu xây nhà mà mình ngày xưa đã xây khá là nhiều. Thực ra là xây có mỗi vài căn này. Nhưng mà thế cũng là một thời gian khá là vui của mình. Thời đấy mình đã xây dạng nhà này, đâu, kiểu nhà này. Chính là nhà trong núi. Một thời kỳ nổi tiếng của thời kỳ huyền thoại của mình. Giờ mình quay trở lại hơn 1 năm rồi đấy. Rồi. Thì hôm nay mình đã sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để xây một căn biệt thự trong núi. Thực sự không quá to đâu, nó cũng thuộc dạng mini thôi. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nhá. Đầu tiên thì bạn sẽ phải tìm ngọn núi, sẽ phải đủ đáp ứng được yêu cầu là có chiều rộng là 20, chiều cao là 24. Đây. Chiều sâu cũng là 20 nốt. Chiều sâu lý tưởng ở căn này là 20. 6, 7, 18, 19, 20. Rồi. Và ta sẽ clear một khu vực rộng 20 x 20 x 24. Khu vực rất là lớn đấy. Rồi, chúng ta hãy nhớ bắt đầu luôn nhé. Nhưng mà trước đấy thì mình sẽ phải lấy một món đồ của mình nữa. Đó chính là block. Một block lá cây mà không bao giờ bị biến mất được. Cái block này thì mình đến cuối video mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để lấy nhé. Bởi vì là cái block này nhiều, mình sợ nhiều bạn sẽ không biết lấy. Rồi mình sẽ đến cuối video mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy luôn. Còn mình sẽ... Và đây... Vậy hơi xả. Sau đấy thì mình sẽ phải clear một ít đoạn này đi. Một lần này. 1, 2, 3, 4, 5. Đây. Mình sẽ cắt thêm đoạn đấy nữa. Sau đấy thì mình sẽ lấy block các khối xi măng. Mình sẽ làm cho nó quả viền như này. Bên này cũng như vậy, mình cũng sẽ phải làm cho nó một quả viền. Này thì mình sẽ phải đập ít ra và lắp cho nó lại. Mình cho đẹp các bạn. Rồi thì mình sẽ kéo cho mình thành block 1, 2, 3, 4. Mình nghĩ 15 block đi. Đây chính là khoảng cách 15 block. Mình sẽ sử dụng đến máy sinh thật hình để mình làm nhanh á, bởi vì là căn này thực sự rất là lớn. Đây nữa. Tóm lại là bạn sẽ lắp xung quanh tường của căn này bằng khối bê tông trắng nhé. Rồi ở đây sẽ là những cái tinh thông suốt. Mình sẽ sử dụng công nghệ view của mình. Đó là công nghệ copy của mình. Mình copy lên. Đây, 1 này, 2, 3, 4. Tóm lại là copy đến khi nào đến tầng cuối rồi. Đây. Chính xác là chiều cao như này. Phần trên này thì sẽ lát lại một khối bê tông trắng màu rất là đẹp.
ô nóc này thì mình sẽ không sử dụng hình khối bê tông, nhưng mà mình sẽ để cho nó cao đến tận 2 block nhé, để tạo ra cái sự đầy đặn và cứng cáp cho cái phần nóc này. Mình sẽ đi đào luôn. Đây, vậy là ta đã xong được gần một phần của cái căn này rồi đấy. Làm nốt cho phần đằng sau này với cả phần bên trong là ta sẽ có được phần kiểu khung của căn này. Căn này thì mình không để khung bình thường căn được, thì là căn này nó ẩn sâu trong núi nên là việc mình làm cái khung chả để làm gì được, và chỉ được tốn thời gian. Là mình đã có được cái phần bên ngoài. Từ bên trong này mình sẽ tiếp tục xây lên những cái phần nữa của mình. Ta hãy có nhau đến tầm 1. Trước khi tiền là mình sẽ phải ăn một cái cục như kiểu là món đây, món bò tự nhìn đêm này. Mình phải ăn nó thì mình mới nhìn vào ban đêm tốt như này. Sau đấy thì mình sẽ chuyển qua trời tối. Trời tối lắm. 2-3 giờ đêm đấy, thế là độ sáng sẽ vừa đủ. Thế là một trick mình hay sử dụng để có thể tăng độ sáng và nhìn rõ hơn trong đêm vào trong game. 5 6 7 8 9, bạn sẽ kéo cho mình một cái cột này cao 9 block nhá. Tiếp tục cột này bạn sẽ kéo cho mình không có 9 block thì mình sẽ kéo gọn. Để ở đây sẽ là đâu vậy, màu trắng này rồi. Sau đấy thì mình sẽ kéo lên một cột cũng cao 9 block bên này. Sau đấy thì copy thành nhiều lớp. 1. Rồi. Vậy là mình đã có được cái tầng 2 và tầng 1 và tầng 2. Bởi vì là cái này sẽ là một tầng triệt. Vậy này là mình đã phải đốt cái bậc xanh rồi. Tiếp tục là phương một tầng nữa. Không sao. Nó không kẹt. Và không, mình xin rút lại lời vừa nói. Mình kẹt thật. Mình kẹt. Không tính ngôi nhà của mình. Đây là gì? Ở trên này mình sẽ làm cái kiểu xây khá là... Các bạn ơi, mình sẽ kéo lên trên này 4 block này. Sau đấy thì ta ra khoảng cách là 4. Lắp lên. Chú vào. Cái này mình sẽ đổi màu sang màu đen nhé. Vì từ đoạn này trở đi thì mình sẽ chỉ có màu đen này. Mình cũng chuyển hẳn qua màu đen để chuyển hình. Phần rồi đấy, mình sẽ tiếp tục làm thêm quả xà nữa. Cái này với các bạn ý nó chỉ được cái nhiều tầng thôi, chứ thực sự thì nó bên trong không hẳn là quá to đâu. Thực sự không hẳn là quá to đâu. Cách bố trí như này các bạn có thể làm căn biệt thự và làm căn chung cư tùy bạn ấy, vì loại biệt thự này cũng khá là dễ xây. 4 cách 4 block nhá. Đây đoạn này sẽ là đoạn hơi khó này. Nó sẽ kéo ra cho mình 4 block. Đúng chuẩn 4 block. Có gì đấy sẽ sạch đây. Bốn block mà ta. Cái sắp trên này à, đúng rồi. Đây sẽ là cái tầng chỉ có 2. Ừ, tầng này chỉ có 2 block rồi. Mình sẽ để ở trong này một lốc. Để trong này một lốc nữa. Tiếp tục.
đặt ra đây sẽ là 2 block nha, chỗ này 2 block. Tiếp tục là chỗ này sẽ là 2 block. Chỗ này là 1 block 2 lần. Và rồi chỗ này sẽ là 2 block tiếp. Và lại 2 lần. Vậy rồi kết nối như này là ta sẽ xong được một cái phần khung viền. Căn đến đoạn này, kéo xuống đây, đến chính xác là cái đoạn thứ hai sát với lần thứ nhất, sát với cái thứ nhất thì bạn kéo xuống cái đấy và đây. Xong ngược lại là mình sẽ sự việc lớp kính bằng ra cái đoạn này thôi. Đây cũng là một cái đoạn khá là khó. Vậy nên là mình cũng tốn khá nhiều thời gian cho đoạn này. Như này đủ chắc đúng rồi nhỉ? Đây như này. View lên. Một, hai, bốn lần. Và phần trên này thì mình sẽ lắp lại. Đấy. Một tầng trên này sẽ chỉ cao có 2 block nhé. Đây giống như là một tầng gác mái. Có vẻ như là mình đã kêu lỗi rồi. Bởi vì nó tạo hình quá là lớn. Nên là mình sẽ phải sửa lại. Đây. Nó chỉ dày có một lần. Nó quá dày. Để nó quá dày nhìn nó xấu lắm. Thế. Rồi. Vậy là mình đã hoàn thành được phần chính của căn này rồi. Tiếp theo sẽ là về phần trang trí nhé. Trang trí căn này thì cũng đơn giản đấy. Đầu tiên là một đường như này. Và cái phần lan can nhất bạn. Tiếp tục trên này cũng phải có một cái lan can. Tránh tôi ngã xuống. Tầng này mình sẽ không để cho để mọi người ở đâu. Vì tầng trên này gần như là không thể ở được. Có 2 block này không ở được. Rồi. Vậy là mình đã gần như hoàn thành đấy. Xây thêm đoạn này nữa. Đoạn này. Bạn sẽ kéo từ đoạn này này. Từ chính block này nhá. Bạn kéo lên 4 ô cho mình. Và đến được block thứ 5 này. Thì bạn đặt cách ra một ô. Đó đi. Kéo ra đây. Và còn lại là bạn sẽ kéo hết ra cái phần cục này. Thì bạn đã xong. Đấy. Vậy là mình đã có được một căn biệt thự đơn giản này. Nhưng mà tất nhiên căn này chưa xong được đâu. Vậy căn này còn khá là nhiều điều cần phải làm. Nhưng trước hết mình sẽ phải tắt spam quái vật đã. Không spam cho đến lag cả máy. Này mình sẽ đập ra 3 block nhá. Để làm cửa đi ra đi vào. Đây là một loại cửa rất là lớn. Đập nhỏ. Đây và đây. Đây là đã hoàn thành đoạn này đây. Mình sẽ bay vào trong đến đằng cuối này, lấy mã kính màu đen này đặt vào trong
Rồi, mình cũng sẽ phải lấy cái slab phía đây và đá mộng tinh chế lấy nó. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau xây cái phần này nhé. Đây sẽ là một cái phần cầu thang đi lên đi xuống. Cái loại cầu thang này thì mình có làm nhiều lần đấy, nhưng mà mình vẫn sẽ phải hướng dẫn lại cho các bạn. Đầu tiên là bằng cách cho mình 3 ô, rồi đặt lên 3 lần như này. Đặt 3 một lần cũng tầng này, cho nó lên tiếp. Và thế là xong, ta có được một tầng. Sẽ cho nó thêm cái tầng cái sàn như này, bậc cửa vào. Đây sẽ là tầng 2 của chúng ta, nhưng mình chưa xây gì vậy nên là chẳng có gì để đi qua. Tiếp tục tủ đoạn này mình sẽ kéo lên tiếp. Thay thế bằng gỗ cho nó voi và kéo lên. Lắp lại. Tiếp tục làm thêm một lần nữa. Mình đôi khi mình hay bị phiêu lỗ như này, và cái hệ thợ vào cái món mình cũng đã hết tác dụng nên là mình đã phải ăn lại một lần nữa để có lại khả năng nhìn trong bóng tối. Cái trích này bạn cũng có thể sử dụng trong lúc bạn xây nhà và trong các cái khu vực vùng núi, thì đây cũng là một cái cách khá hay để bạn nhìn thấy rõ đường đi và cách xây để xây ổn thỏa nhất, đỡ đau mắt. Hoặc là bạn có thể lấy nó và đi xuống hang bạn ăn cũng được. Vì cách này cũng là một cách rất là hay để và hiệu quả để đi mai trong mini world. Nhìn trong đóng đêm bằng cái này, xong bạn đi mai hết lịch trình. Có con nào cũng chả cần nổi. Đây sẽ là một tầng nhỏ khác nữa. Tầng kia đấy các bạn. Tầng này gần như là không cho ai ở được vì nó quá là bé. Đây, chúng ta nhau xuống đến tầng này. Đụng một cái cửa đấy. Mày đi ra ngoài. Vậy là ta đã gần như là hoàn thành căn này rồi đấy. Về còn lại chúng ta thì là mình sẽ lấy ra mấy block nấm bảo tử nhá. Thế và mình sẽ lấy được tế bào ánh sao của mình. Tất nhiên là nếu mà bạn sử dụng trong cái đồ vạng cartoon ý, thì cái block này sẽ, nhưng mà nó vẫn sẽ ở cái đồ hạ bình thường thôi. Có thể hơi xấu nhưng mà đây là cách tốt nhất để bạn trang trí trên tầng này đẹp. Rồi, tiếp tục lên cái tầng này. Mình sẽ làm một lớp như này. Này, việc nhìn nó trong sau khi trang trí vậy, nó sẽ vô cùng xinh đẹp, vô cùng đẹp và sống động. Rồi, tiếp tục ở trên này cũng sẽ có một lớp nữa. Còn lại ở tầng nào cũng có một lớp ấy. Sau đấy thì mình sẽ vào trong phần tầng 2 nhé, để mình hướng dẫn bạn xây luôn. Đây, chúng ta sẽ vào trong này. Tiến lên đây và căn đến đoạn này nha. Bạn cách điều chỉnh vị trí này sang vào trong này đúng rồi. Block 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
thử block này vào xem có đúng đụng mới block không. Đúng đụng block rồi đấy. Vậy là ta sẽ tính từ block thứ 10 này, bạn kéo sang bên này 10 block nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi bạn kéo sang bên này 5 block. 2 3 4 5. Rồi, kéo đây. Xong đấy. Chị vừa làm nút lên nữa là xong rồi. Làm thêm quả kết nối nữa. Hết. Còn lại vậy là cái này về các bạn là đã hoàn thành rồi. Bạn chỉ việc xây thêm thôi. Không, bạn chả cần xây thêm gì nữa. Chỉ việc lắp thêm đèn nữa trong các phần mềm là xong rồi. Vậy là bạn đã có được một ngôi nhà rất là xinh đẹp. Đâu, một căn nhà rất là hiện đại trong một ngọn núi. Được rồi. Phần cuối cùng là trang trí và làm nốt phần đế cho nó cũng là xong. Phần đế này đơn giản đây. Bạn cần chui tụt xuống đáy biển. Tính vị trí này nhá. Chui tụt xuống đáy biển. Nếu mà phải làm này thì bạn cứ chui tụt xuống đáy biển cho mình. Lấy khối. Ở đoạn block màu nào thì bạn sử dụng block màu đấy để bạn làm đế cho nó nhé. Như vậy nhìn nó sẽ vô cùng đẹp. Đây sẽ là khu vực màu trắng thì mình sẽ sử dụng màu trắng theo. Để làm đế cho nó. Như này. Đó. Vậy là xong rồi. Phần còn lại là bạn chỉ việc làm thêm đường đi lên nữa là xong rồi. Và bạn đã có được một nhà rất là đẹp. Lắp lại. Còn bạn theo phong cách của mình ý, cũng muốn theo phong cách là siêu nhiều cây cối như kiểu mình, thì bạn vẫn có thể làm theo cách này nữa của mình. Đó chính là để tất cả chỗ này để cho trang trí các bạn. Thì bạn hãy lấy thật nhiều lá và lấp ở xung quanh đoạn cột này. Cùng với đấy là cây cối từ trên này đổ xuống. Cả bên này nữa. Bạn không nên làm cho nó quá dày đặc ấy. Nó quá dày đặc thì nó không nhìn nó không được đẹp lắm. Kiểu vừa vừa đây. Như này này. Cái bên trên nữa, bạn cũng có thể lắp thêm một ít lá thế này nữa. Đừng lo, bạn không phải lo việc là lá này sẽ bị mất đâu. Bởi vì là nó không phải lá bình thường. Nó là một hình, một block khác giống lá cây đây. Và ta có thể ăn được nó. Sí. Rất là hay ho. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thấy video này hay và thú vị thì đừng quên để cho mình một like và một subscribe nhé. Để mình có thể ra những video mới, những cách sớm hơn và nhiều hơn nhé. Cảm ơn bạn đã xem video này. Bye bye.